Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước bất khả đắc, giai đoạn sau bất khả đắc, giai đoạn giữa bất khả đắc. Sắc uẩn cho đến thức uẩn vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Nhãn xứ cho đến ý xứ vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Sắc xứ cho đến pháp xứ vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Nhãn giới cho đến ý giới vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Sắc giới cho đến pháp giới vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Nhãn xúc cho đến ý xúc vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Địa giới cho đến thức giới vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Nhân duyên cho đến tăng thượng duyên vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Vô minh cho đến lão tử vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Tám giải thoát, chín định thứ đại vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Năm loại mắt, sáu phép thần thông vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Tịnh quán địa cho đến Như Lai địa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Cực hỷ địa cho đến pháp vân địa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Thánh đế khổ tập diệt đạo vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Thanh văn độc giác đại thừa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên. Lại nữa, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát cùng với sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu bất khả đắc, đại Bồ Tát lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy cho đến đại Bồ Tát cùng với thanh văn độc giác đại thừa vô sở hữu bất khả đắc, đại Bồ Tát lìa thanh văn độc giác đại thừa vô sở hữu bất khả đắc. Như vậy bạch Thế Tôn, đối với tất cả pháp này, con dùng tất cả loại, tất cả nơi, tất cả thời để cầu đại Bồ Tát hoàn toàn không chỗ thấy bất khả đắc. Điều gì đã khiến con dùng bát nhã ba la mật đa chỉ dạy truyền trao cho các đại Bồ Tát? Lại nữa, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát chỉ có giả danh hoàn toàn không tự tánh, cũng như nói ngã vân vân hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh nên hoàn toàn không tự tánh. Các pháp cũng vậy, hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh hoàn toàn không tự tánh. Bạch Thế Tôn, những sắc cho đến thức nào hoàn toàn không sanh? Nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là sắc cho đến thức. Như vậy, cho đến những thanh văn độc giác đại thừa nào hoàn toàn không sanh, nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là thanh văn độc giác đại thừa. Bạch Thế Tôn, con đâu dùng bát nhã ba la mật đa hoàn toàn không sanh mà dạy dỗ truyền trao đại Bồ Tát hoàn toàn không sanh? Bạch Thế Tôn, nếu xa lìa pháp hoàn toàn không sanh thì không có đại Bồ Tát thực hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, nếu đại Bồ Tát nào nghe thuyết như vậy, tâm không chìm đắm, cũng không ưu sầu hối hận, tâm kia cũng không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, nên biết đại Bồ Tát này có thể hành bát nhã ba la mật đa. Bấy giờ cụ thọ Xá Lợi Tử hỏi cụ thọ Thiện Hiện:
Do duyên gì mà nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước bất khả đắc, giai đoạn sau bất khả đắc, giai đoạn giữa bất khả đắc? Do duyên gì mà nói sắc uẩn cho đến thức uẩn vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên? Như vậy cho đến thanh văn độc giác đại thừa vô biên, nên biết đại Bồ Tát cũng vô biên? Do duyên gì mà nói đại Bồ Tát cùng với sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu bất khả đắc, đại Bồ Tát xa lìa sắc uẩn cho đến thức uẩn vô sở hữu bất khả đắc? Như vậy cho đến đại Bồ Tát cùng với thanh văn độc giác đại thừa vô sở hữu bất khả đắc, đại Bồ Tát xa lìa thanh văn độc giác đại thừa vô sở hữu bất khả đắc? Do duyên gì mà nói đối với tất cả pháp này, con dùng tất cả loại, tất cả nơi, tất cả thời để cầu đại Bồ Tát hoàn toàn không chỗ thấy bất khả đắc? Điều gì đã khiến con dùng Bát Nhã Ba La Mật Đa để dạy dỗ truyền trao cho các đại Bồ Tát? Do duyên gì mà nói các đại Bồ Tát chỉ có giả danh hoàn toàn không tự tánh? Do duyên gì mà nói như nói ngã vân vân hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh nên hoàn toàn không tự tánh? Do duyên gì mà nói các pháp cũng vậy hoàn toàn không sanh, chỉ có giả danh nên hoàn toàn không tự tánh? Do duyên gì mà nói những sắc cho đến thức nào hoàn toàn không sanh? Như vậy cho đến những thanh văn độc giác đại thừa nào hoàn toàn không sanh? Do duyên gì mà nói nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là sắc cho đến thức? Như vậy cho đến nếu hoàn toàn không sanh thì không gọi là thanh văn độc giác đại thừa? Do duyên gì mà nói con đâu có thể dùng pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa hoàn toàn không sanh mà dạy dỗ truyền trao cho đại Bồ Tát hoàn toàn không sanh? Do duyên gì mà nói nếu xa lìa pháp hoàn toàn không sanh thì không có đại Bồ Tát thực hành quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề? Do duyên gì mà nói nếu đại Bồ Tát nào nghe thuyết như vậy mà tâm không chìm đắm, cũng không ưu sầu sợ hãi, tâm kia không kinh hãi, không hoảng hốt, không sợ sệt, thì nên biết đại Bồ Tát này có thể hành Bát Nhã Ba La Mật Đa? Này cụ thọ, nay ông nên vì tôi mà diễn thuyết. Lúc đó cụ thọ thiện hiện trả lời ngài Xá Lợi Tử: Thưa tôn giả, theo lời ngài hỏi, do duyên gì mà nói các đại Bồ Tát trong giai đoạn trước bất khả đắc, giai đoạn sau bất khả đắc, giai đoạn giữa bất khả đắc? Thưa tôn giả Xá Lợi Tử: Vì hữu tình vô sở hữu nên nói các Bồ Tát